Kinh Lăng Thiết xuống ghé thăm với gửi ít đồ chơi cho mấy em. Dạ. Lấy đồ chơi xuống đi rồi con xin đi một vòng. Dạ. Đi lấy thùng. Cái này ráp vô nha, bóng rổ. Để xuống đó hết. Chào thầy. Thầy đó. Chào con. Chào thầy Đông. Chào con. Rồi, hôm qua thầy Toàn có gửi đồ chơi đúng không? Hôm qua cái đó là bạn chú. Cái này nè, cái này là tự làm bằng tay. Tự làm bằng tay. Đây, đưa đây chơi nè. Đưa đây chơi này nè. Đúng rồi. Nè, con. Cái này nè. Đây chị. Rồi, cái này muốn nó mạnh thì gắn thêm thun vô nha. Gắn thêm thun vô. Đừng có cho em nhỏ chơi, cho em lớn chơi. Ok. Rồi trong mấy cái bịch đó có một cái bịch đây. Bịch bi. Trong đó có một cái bịch bi. Chia nhau chơi nha. Bịch bi hả? Chia nhau chơi. Cho con một em dẫn vô coi lại cái phòng bé gái. Mình coi lại cái phòng bé gái xong rồi dẫn qua cái phòng bé trai. Dạ. Nóng lắm không có quạt, không gió luôn. Mưa không cho bữa quạt. Hôm nay hiện tại đang bao nhiêu bạn ở? Mình sửa lại năm ngoái phải không? Dạ. Mình con. Đi, mình ra phòng bé trai. Dạ, thưa sư, tiến độ sao rồi ạ? Dạ. Tiến độ mình xây khi nào xong ạ? Thế này hả? Dạ. Bắt đầu bên đây là em nói lớp sạch thế cái này cái lỗ này xong. Dạ. Ngày mai thêm một ngày hành lang là xong rồi, xong đặt. Dạ. Dạ. Cái này là khoảng khi nào xong hết sư? Dạ, tại vì thầy biết là có mưa. Dạ. Bất mưa nên làm chậm. Dạ, mưa. Dạ. Mấy ngày mưa một lần, một ngày mấy ngày luôn đó. Dạ. Để nó ngưng. Giờ mình xây lại ba gian là cho dạ, được bao dạ, nhiêu em trai ở ạ? À? Dạ, 2 5 6 7 8 người. 8 người. Dạ. Để mai bắt đầu mai. Mai nó lót thịt men. Dạ. Em tôi nó trước này tính mới so tính cũ với tính cũ cho. Chi phí còn thiếu nhiều không sư ạ? Dạ còn. Tôi đã không để tại vì bên phía bên kia là còn 1.000 mấy á. Dạ. Với, cái máy là tiền công hay tiền vật tư ạ? Tiền vật tư. Dạ. Dạ. Còn tiền công giờ là ngưng rồi đó, là dạ. Hết rồi thì thằng Ngọc có gửi cho sư rồi là 48 triệu rồi. Dạ. Là sư ngưng cái chỗ đó. Rồi dạ. Nếu mà máy làm bài máy tiếp á, dạ. Làm tiếp đấy là bắt đầu tiền công đây tiếp đây. Dạ. Tại vì mưa thầy mưa dữ lắm. Mưa nếu khoảng 3 tháng nữa xong hết không ạ? À? Dạ. Chắc, 2 tháng là, 2 tháng 15-16 gì đấy. Nó ổn quá đó. Tại vì cửa nó làm xong hết rồi. Dạ. Giờ chỉ dạ. Lót gạch với chén sơ xi măng thôi. Xi măng. Với còn cái này cũng gạch sư gạch men lên luôn. Dạ. Men lên luôn. Dạ. Thôi rồi cửa cũng xong rồi. Nhưng còn là kiểu mình sơn. Dạ. Trời chưa có tiền sơn. Tội nghiệp quá. Con có phụ làm không? Con có phụ làm không? Đi hết. Phải mời con có phụ làm không? Hay. Cái con đó xịn lắm á. Nó có xẹp thì ống bơm á. Ống bơm mở bơm kim á. Bơm thêm cho nó. Này hơi khó mở. Mở cái này hơi khó. Dạ. Nha, chia nhau chơi không có dành nha. Con nấu miên miên. Dạ con.
Dạ con chào ông, chào con ghé anh. Nhớ mấy em ghé thăm thôi với gửi mấy đồ chơi ạ. Mà cũng đừng nấu mình không biết chưa ăn khách chắc không ăn. Ủa không không sao đâu chứ dạ được thịt sáu mà. Xuống thăm mọi người ạ. Dạ thôi dạ, được mình được sư con cảm ơn. Dạ con uống nước. Cảm ơn. Trong đóng trong tuần á gắn thêm sợi thun nữa coi chừng mấy em nhỏ không được chơi cái đó, lớn hơn xíu mới được chơi cái đó. Phải điện sợi nó phải để sợi nó kẹt tay thầy. Đúng rồi, rồi đúng rồi. Mai mốt thầy mua cái bằng một bảo hộ kia hả cổ phương người ta đúng rồi. Thôi giờ thả trên lỗ nó xuống đi bạn. Đúng rồi thả trên lỗ thôi mấy anh lớn mới được bắn. À bây giờ thiện chưa cái này làm thằng thun giống như đây nè. Rồi chơi vui vẻ nha, giữ kỹ nha. Này không mất hư chứ không có mất hư gì hả chơi là mà mất hư.